Xin chào anh chị, hiện tại thì em đang có mặt tại xã Yapa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trước mặt anh chị đây là con đường liên thông giữa hai quốc lộ là quốc lộ 14 và quốc lộ 25 nha anh chị. Từ vị trí này chạy ra quốc lộ 25 thì chỉ khoảng 500m thôi ạ. Và đây là cái hướng chạy ra quốc lộ 14 nha anh chị, ra ngay xã, ngay ủy ban nhân dân xã Yapa đấy ạ. Từ vị trí này chạy ra ủy ban thì khoảng 1 cây số. Tại vị trí này thì ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu cho tất cả anh chị một cái lô đất nền nha anh chị. Cái lô đất nền thì cách cái đường liên thông này thì khoảng 30m nha anh chị. Cái khu vực này thì dân cư ở tương đối là đông rồi nha anh chị. Lô đất ngày hôm nay em giới thiệu thì cách trung tâm trường chợ, cách ủy ban thì khoảng trên dưới 1 cây số nha anh chị. Từ vị trí này chạy xuống thác Phú Cường thì chỉ khoảng 2 cây số thôi ạ. Trước mặt anh chị đây là ranh, bắt đầu từ ranh giới của lô đất đấy ạ. Lô đất ngày hôm nay em giới thiệu thì có cái chiều dài mặt tiền đường nhựa này là 40m, chiều sâu là 36m nha anh chị. Và trên đất thì đã có sẵn 150m đất thổ cư rồi ạ. Như anh chị quan sát thì khu vực này dân cư ở tương đối là đông rồi đấy anh chị. Con đường nhựa này là con đường liên thông nha anh chị. Anh chị chạy thẳng là lát nữa sẽ có một cái đường vòng chạy ra quốc lộ 25 đấy ạ. Trước mặt anh chị là vị trí của lô đất nhìn từ vệ tinh đấy ạ. Như anh chị quan sát thì lô đất rất là gần quốc lộ 25 nha anh chị. Từ vị trí của lô đất thì cách quốc lộ 25 chỉ trên dưới 500m thôi ạ. Theo đánh giá của em, với một cái tiềm năng là nằm ngay khu dân cư, lô đất này thì rất là thích hợp để anh chị đầu tư phân lô, bán nền, rất là ok đấy ạ. Em xin nhắc lại thì lô đất có chiều ngang mặt tiền đường nhựa là 40m, chiều sâu là 36m nha anh chị. Trên đất thì có sẵn 150m đất thổ cư ạ. Nếu mà anh chị có nhu cầu lên thêm đất thổ cư thì khu vực này được phép lên đất thổ cư rồi nha anh chị. Em xin nói thêm, từ vị trí của lô đất thì cách cái hồ sinh thái Yapa nó rất là gần anh chị ạ. Từ vị trí này thì chạy ra cái hồ sinh thái đó thì chỉ trên dưới 500m thôi. Nên là cái khu vực này em đánh giá tiềm năng trong tương lai rất là cao đấy ạ. Trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm, cảm giác lô đất phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình, có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0868021102 để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.